Tôi mặc một bộ đồ bơi như thế này để đi bơi. Và khi tấm ảnh được đăng tải trên trang Facebook cá nhân thì có một người bà con đã gọi cho mẹ, giọng đầy hậm hực: "Nó hư rồi." Trong khi tôi nghĩ là điều này nó cũng bình thường, giống như là việc đi tiệc thì mặc đồng và đi làm thì mặc đồng phục công ty. Quần áo mặc đúng là đẹp, đúng lúc và đúng cách, chứ đâu phải hở là hư. Rõ ràng là chúng ta không thể làm vừa mắt và vừa lòng tất cả mọi người. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn tự hỏi là hư là gì? Có quá ghê gớm không? Có phải là do chúng ta đang sống trong một thời đại nhanh gấp đến độ mà tivi, điện thoại hay là bất cứ thứ gì hư, ta đều sẵn sàng vứt đi và thay mới, thay vì là đem đi sửa? Nếu hư, vẫn sửa được mà. Sau khi đoạn video này phát sóng thì tôi biết rằng mẹ tôi vẫn rất đau lòng. Không phải vì mẹ nghĩ tôi hư, mà vì mẹ đang nghĩ cho suy nghĩ của những người xung quanh lên con gái của mẹ. Nhưng mà cha mẹ hãy yên tâm nhé, vì đã đến lúc ta thôi đánh giá đạo đức của một người chỉ bằng vẻ bề ngoài của họ. Cô gái mà bạn đang nghĩ về bằng những định từ khiếm nhã chỉ vì cô ấy mặc một bộ đồ thiếu vải, cô ấy chăm chỉ làm việc, âm thầm trao những hộp cháo nóng hổi tự tay mình nấu cho những người cơ nhỡ trên đường hàng đêm, và cô ấy có thừa sự yêu thương từ những em nhỏ bệnh nhi ung thư mà cô ấy ghé thăm và chăm sóc hàng tuần. Bạn thấy đấy, hư hay ngoan đâu có khác nhau ở tấm áo, mà khác nhau trong định kiến của người đời. Cho nên điều cuối cùng mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó chính là việc đặt ra câu hỏi gái hư hay gái ngoan không quan trọng bằng việc trả lời câu hỏi bạn đã sống có ích cho xã hội hay chưa, được lòng người xung quanh chưa, và công bằng với bản thân mình hay chưa. Hãy ngừng phê phán.